Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đầu tư thông minh ngày hôm nay. Video ngày hôm nay mình sẽ nói với các bạn về đồng ADA. Đầu tiên thì xin chúc mừng tất cả các bạn nào đã và đang nắm giữ đồng ADA. Hiện tại chúng ta thấy ở trên biểu đồ ADA nó đang ở vùng giá là 1.9 đô la. Hiện tại ADA nó đã đạt một cái vùng ATH mới nha các bạn. Và chúng ta kỳ vọng rằng nó sẽ tiến tới vùng 2 đô và vùng 2.2 đô la nha các bạn. Và trước khi đi vào phân tích kỹ thuật thì mình xin nhắc lại các bạn là video này chỉ là mục đích thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư. Rồi chúng ta ở đây chúng ta thấy là cái vùng chỉ số RSI của ADA ở khung daily thì nó đã tạo được ba đáy như thế này ha các bạn. Và cái ba cái đáy này nó sẽ báo hiệu chúng ta là cái sức mạnh của ADA nó vẫn còn, cái lực tăng nó vẫn còn nha các bạn. Lực tăng của vùng daily, của khung daily nó vẫn còn. Như vậy thì chúng ta sẽ kỳ vọng là phương án là chúng ta sẽ có một cái kịch bản như sau. Kịch bản này chúng ta sẽ nghiêng về kịch bản tăng giá. Giá sẽ phá vỡ được khỏi cái vùng 1.9 đô la và tiến tới vùng 2 đô nha các bạn. Nó sẽ đi như thế này, tiến tới vùng 2 đô. Và có thể là điều chỉnh xuống để test lại cái vùng 1.9 này một lần nữa trước khi nó đi lên tới vùng 2.2 đô. Và đối với ADA thì mình sẽ kỳ vọng ở phương án kỳ vọng ở cái kịch bản này ha. Cái kịch bản 1 này. Kịch bản 1 này thì mình sẽ kỳ vọng nó sẽ đi lên như thế này. Đi đạt tới vùng target 1 là 2 đô và target 2 sẽ là 2.2 đô nha các bạn. Rồi. Và chúng ta sẽ đi xem ở khung nhỏ hơn. Ở khung 4 giờ chúng ta xem hiện tại thì chúng ta thấy khung 4 giờ như sau ha. Khung 4 giờ thì về ADA nó đã tạo được cho chúng ta là được 3 cái đỉnh tăng như thế này. Ở mô hình giá ha, 3 đỉnh tăng như thế này. Và chỉ số RSI là có 3 cái đỉnh như thế này. Thì hiện tại thì chúng ta thấy ba đỉnh như thế này nó đang là ba đỉnh giảm đúng không? Ba đỉnh giảm. Thì chúng ta kỳ vọng rằng ở đây chỉ là dấu hiệu phân kỳ nhẹ thôi các bạn. Phân kỳ nhẹ thôi. Nếu như mà khung 4 giờ cho chúng ta thấy tín hiệu phân kỳ ở đây á thì chúng ta sẽ có một cái kịch bản là giá sẽ chạm vào vùng 1.9 như thế này ha. Và sẽ bật xuống vùng này. Bật xuống để test lại vùng 1.18 đô la. Trước khi nó bật lên vùng 2.2 đô và 2.2 đô. Như vậy thì cái kịch bản nếu như ADA phân kỳ RSI thì cái kịch bản nó sẽ điều chỉnh giảm xuống cái vùng 1.8 đô la để cho những cái bạn nào chưa có mua được kịp ADA ha, chúng ta có thể mua ở vùng giá này. Và trong video này thì mình vẫn nghiêng về cái kịch bản là giá sẽ tăng, sẽ phá vỡ được cái vùng này ha. Mình sẽ nghiêng về kịch bản 1, giá sẽ phá vỡ được cái vùng đỉnh 1.9 đô la và sẽ tiến tới vùng 2 đô la và tiến tới vùng 2 đô la và 2.2 đô la nha các bạn. Ở đây chúng ta thấy về khung 4 giờ chỉ số RSI nó chỉ là phân kỳ nhẹ thôi nha các bạn. Phân kỳ nhẹ thôi. Và chúng ta sẽ qua cái vùng qua khung daily chúng ta sẽ xem xét rõ hơn như thế nào. Các bạn thấy đó, ở khung daily á, thì nó sẽ báo hiệu cho chúng ta thấy á, là cái chỉ số RSI á, nó đang trên một cái đà tăng như thế này ha, đang trên một cái đà tăng. Như vậy thì nếu mà nhìn vào góc độ daily á, thì mình sẽ có một cái phán đoán là RSI, cái chỉ số sức mạnh của RSI này á, của daily đó, trong cái khung daily này đó thì báo hiệu cho chúng ta là ADA cái lực tăng nó vẫn còn rất là nhiều. Và tất cả các nhà đầu tư, rất nhiều các nhà đầu tư đang đầu tư vào nó rất là nhiều trước khi nó chạy mainnet ha. Và cái dự án về hệ sinh thái của ADA á, thì nó có tác dụng rất là lớn đối với tất cả các nhà đầu tư. Cho nên mình nghĩ là sắp tới ADA nó sẽ tiến tới vùng 2 đô la và 2.2 đô la trong vài ngày tới thôi. Và để tiếp tục theo dõi những video kế tiếp thì nếu bạn thấy video hay thì bấm đăng ký kênh để theo dõi những video kế tiếp.
và đừng quên bấm like video và chia sẻ với bạn bè. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.